Wow, anh Kỳ Lân đúng là đọc dạ. Dạ, anh Kỳ Lân đúng là đọc lạ thiệt á. Anh đọc lạ hả? Dạ, tại vì hình như em thấy ngay cái cổ áo của anh á, hình cũng gắn cái logo vàng luôn đúng không anh? Đấy hả? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là cái huy hiệu logo Vương Miện mà Kỳ Lân mình chế tác từ vàng nguyên khối, bằng vàng nha. Ở đây thì anh đã làm rất nhiều phiên bản màu như là bằng trắng nè, vàng hồng. Và đây là bằng vàng vì sao biết không? Dạ, để cùng màu tiếp theo đúng không anh? Đúng rồi, chiếc keo trên áo này là vàng vàng mà, nên là mình phải gắn logo bằng vàng để cho phù hợp đồng nhất với sự tinh tế. Dạ, vậy thì cái logo này bao nhiêu vàng đi anh? À, vàng hả, trọng lượng hả? Tương đương trên dưới 1 chỉ em. Dạ, vậy thì cái áo polo, cái eo này của mình á là đều gắn cái logo bằng vàng hết đúng không anh? Đúng rồi, nguyên hiệu logo Vương Miện bằng vàng nguyên khối, bằng vàng. Em thấy đẹp không? Đồng nhất không? Dạ đẹp lắm. Đứng lên cho em xem dòng không? Dạ được anh. Ok. Sao không thấy sao? Dạ đẹp lắm anh. Có cái logo á, nó nâng tầm cái áo lên của mình. Nó rất là tinh tế. Mình là về tuyển chọn về hàng cao cấp, vì vậy tất cả những gì mình cũng phải có sự khác biệt và đặc biệt là cá nhân hóa. Bởi vì em thấy không, bây giờ cái sản phẩm mà thể trà bị hàng trôi nổi rất là nhiều, vì vậy mình bằng mình đụng giống nhau cũng là nhiều, mình tạo cho chúng ta cảm giác bất đả đi. Tất nhiên có những quý khách thích thì vẫn sẽ xài có này có kia, và có những quý khách đã xài rất nhiều những sản phẩm thương hiệu rồi, nhưng mà sự đụng hàng có tiền mua được thì dễ quá, nhưng mà bây giờ có tiền có thời gian để tạo được một sản phẩm thương hiệu chính bản thân mình, cá nhân hóa, tạo ra sự độc bản hoặc là tạo ra những nhà hàng riêng cho bản thân mình thì đó là một điều tuyệt vời. Vì vậy thì đang kính mời tất cả các thành viên đang luxury để chọn cho mình những sản phẩm sang trọng đẳng cấp, thịnh lưu theo như ý mình nhé. Dạ anh Lân ơi, làm sao mà mình biết cái này là vàng thiệt vậy anh? À thì đây, đầu tiên á là bất kỳ sản phẩm nào của Kỳ Lân mình đều phải có giấy phân tích vàng vàng, và giấy này thì mình phải phân tích để biết là bao nhiêu phần trăm vàng ở trong cái sản phẩm đó đây. Và tiếp theo là anh đến những trung tâm kinh doanh này đã được cấp phép có giấy chứng nhận cho mình luôn, ví dụ như là của Doji nè, ở đây ghi rất là rõ luôn vàng vàng, và trong đó có ghi 3 viên kim cương, kim cương bao nhiêu liên cũng ghi rất rõ luôn, có chụp hình cái sản phẩm đó đưa vào giấy kiểm định cho mình luôn. Và kể cả ngoài cái trung tâm Doji mình còn đi thêm của Lưu Lab hoặc là FGC cũng vậy luôn, cũng có ghi rất chi tiết là kim cương và chụp hình sản phẩm đưa vào giấy kiểm định có ký tên đóng mộc đóng dấu bao đàng hoàng. Đã là sản phẩm của Kỳ Lân mình là bằng vàng và kim cương thì đều phải có giấy phân tích thành phần vàng cũng như là kiểm định vàng và kim cương. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.